Vậy lát nữa ăn sau đi, ở chợ chạy đi chứ ăn sau ha. Ăn sau món ăn nữa mày. Cái dĩa nó còn cái dĩa dĩa cháy như đây, đây. À nó đây là còn hãng đưa là khỏi đây rồi. Cái này tù. Chỗ nào ở đây rồi 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 có chỗ. Đó không đâu. Đây nè, đầu này. Chưa. Bỏ bên này chị Nga có bên đó. Đó bà Nga ra nè. Không vô được. Mở thả vô trong nó lấy thêm bình tính ráng mở ra để bánh tráng có rồi được rồi. Có cái này nữa. Đây nè. Chị bóp ra đây cho mình. Đây cho này coi để sẵn bóng cho bà rồi nghe nhưng mà thăng luôn rồi. Đây, để mình tránh đi nha. Đây. Chị sư từ anh đi. Đây em quay nhỏ cho. Cấp bộ. Đây đây đây. Này cũng cấp bộ đấy rồi. Đưa cho mẹ mình. Đưa cho mẹ mình. Hả? Con với mẹ là cấp bộ. Phương mà ngồi đó bảo chị tiếp cho cô đó. Mẹ mình đánh cho nó. Mẹ mình ở bên dưới bên Nga là một cấp bột. Tôi đây là cấp bột. Ừ, có đủ cặp đó. Rồi, đó thơ. Ừ, bật tên hoa ngang cho mình. Đây này. Được bỏ đi trước càng nó lâu chín lắm. Cấp bột này lại lại lon nữa. Ngược lại, ừ, ừ cái mẹ. Cái này nhỏ là kẹp không ăn được. Trời ơi, đang xuống đây chị chờ. Đang xuống rồi nè, chờ một chút. Mưa ở ngoài ấy, mưa, nhà mưa. 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 Nhắm mày đâu? Ông hát vô làm ông đi đâu hát cửa. Amazon xuống đó chú mày nghĩ đi, nó rất là khôn. Biết nó speed là bao nhiêu lần chưa? Nó speed là bao cách shop nào Amazon speed bao nhiêu lần chưa? Lên mình nói bài hôm qua nó nói đó là chuyện nó gì vậy? Một hai ngàn mấy đâu? Nói là cái gì trong điện thoại hay lắm. Hai ngàn mấy đâu? Cho cả nhiêu không? Không. Bây giờ cho cả một đó Phương. Tại vì sao? Bây giờ đó chỉnh nó hàng ra nó đổ ra tô của nó chỉnh nó không mà bây giờ hả ừ, khu vực ăn nó ở trong khi á đó ví dụ nó cho nghỉ hết cái gì bọn cách bọn cái mà bọn lấy vô á mà bọn giống như tụi phương như vậy ta bỏ vô giờ nó được nghỉ mà nó không nhận được rồi còn nếu mà nó bắt vào nó phải vừa trả cho bọn nó trả cho bọn trả cho bọn xếp qua nên hát trả cho bọn xếp qua nên hát cái bọn mà không được xuống thang chắc phải là lỗ bây giờ nó nghỉ rồi xong đây nè cái bọn chưa được xin xin ngồi bọn mà chưa được xuống thang nghĩ bọn thành nhập thành bọn trả lương thì có phải là nó tụi nó bọn thành bao nhiêu tiền nó đổ ra trong bao nhiêu nhưng mà cái đó nó ngắn nó chừng hà nóng nhiều seasonal bao giờ sao tao hàng có tí hơn được manager của nó đâu manager của nó tăng ba ngàn seasonal đổi hay sao hồi xưa là chúng con tháng là đổ.